Tom Ford mà có mùi như là tinh dầu lá chanh hay là tinh dầu hoa cam vậy á. Thật sự cảm thấy mua em này rất là không đáng tiền luôn. Hello cả nhà, Tom Ford Neroli Portofino là cái chai nước hoa được hỏi rất là nhiều vào cái mùa hè vừa rồi. Nhưng mà tới bây giờ thì Vin mới tìm ra cái em này để có thể trải nghiệm và review cho mọi người. Cho nên là chịu khó thôi thì bây giờ mình xem cái video này thì mình có thể để dành cho mùa hè năm sau để mình xài nha. Bởi vì cái em này thì có thể nói là nó mang đến những cái trải nghiệm rất là mùa hè luôn. Và bạn sẽ không thể nào tìm thấy cái mùi hương này ở đâu được, ở trong một cái chai nước hoa nào nó mang lại cái cảm giác như vậy. Và thực sự thì Tom Ford Neroli Portofino Eau de Parfum này mang đến khá là nhiều tranh cãi. Bởi vì nó là một cái mùi hương mát, mùi hương của mùa hè. Tuy nhiên thì nếu như mà nó làm mùi hương sâu sắc, deep quá thì bạn sẽ không thể dùng vào mùa hè thực sự được. Nhưng mà nếu mà làm một cái mùi hương đơn giản và thanh nhẹ thì đa phần vì thấy mọi người nhận xét là em này không có đáng tiền. Cho nên là trong video hôm nay Vi sẽ cố gắng để làm rõ mùi hương của nó và những cái ưu điểm và khuyết điểm của nó ở đâu và nó sẽ phù hợp với ai. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến cái phần mùi hương. Về mùi hương thì em này là một cái mùi hương rất là đơn giản luôn, một cái mùi hoa cam, mùi hoa trắng và mùi cam chanh bưởi đắng. Nó là một cái mùi đúng chất, rất là mát mẻ và dễ chịu. Cái mùi này khi mà bạn ngửi vào mới đầu á thì bạn sẽ thấy là đa phần là một cái mùi rất là green, rất là xanh, và nó sẽ mang lại một cái nốt hương rất là sáng và mát. Nó cảm giác rất là dành cho mùa hè luôn á. Nếu như mà một ngày nóng, trời nóng mà bạn ngửi một cái mùi hương như thế này thì bạn sẽ cảm thấy là ok, mình kiểu như là mình rất là gần gũi với tự nhiên, rất là cây cỏ, và nó sẽ thư giãn đầu óc của mình rất là nhiều. Và bạn sẽ có một cái nốt mùi hoa cam, nó thanh thanh và nó hơi cỏ mùi cây chút, và hòa với đó là bạn sẽ ngửi thấy một chút mùi của oải hương. Và cái nốt oải hương á, ở trong này nó làm cho cái mùi hương này nó unisex hơn. Và Vi nghĩ là đây chính xác là một cái mùi hương mà miễn là bạn muốn tìm một cái mùi cho mùa hè mát mẻ, thư giãn và xanh thì Vi nghĩ là nam hay nữ gì đều có thể dùng được hết. Bởi vì em này nó không có mang một cái hương hoa quá mềm, hay là một cái mùi ngọt, hay là một cái mùi gì đó quá đậm, mà nó đúng chất là ở cái tông xanh và nó giữ ở cái mức đó thôi. Và cái nốt oải hương này nó còn làm cho những cái thành phần như là cam chanh hay là bưởi đắng và hoa cam nó được nổi bật hơn, nó rõ ràng hơn. Và nếu như trong những cái chai nước hoa mùi xanh khác, đa phần bạn sẽ ngửi thấy cái mùi nó khá là nhẹ và nó nhạt, thì với em này Vi đảm bảo là bạn sẽ ngửi thấy cái mùi hương nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Và sau khi mà mùi hương nó dry down lại thì bạn sẽ ngửi thấy cái mùi của nó chính xác là nó càng ngày nó càng ra mùi hoa cam rõ ràng hơn. Và nó đơn giản chỉ là một cái nốt mùi hoa cam rất là mềm và rất là dễ chịu. Và ngoài ra, với những cái bạn mà không quá quen với mùi hoa cam thì các bạn sẽ thấy là mình dễ diễn tả hơn với cái mùi hương của lá chanh. Khi mà mình mới cắt lá chanh ra thì mình sẽ ngửi thấy cái mùi giống vậy, nó hơi chát chát, đắng đắng và có một cái nét gì đó nó xanh. Cho nên cái điểm yếu của em này mà được mọi người nói đến nhiều nhất chính là mức giá thì không hề rẻ với một cái chai này. Chai của Vi là chai 100ml, nhưng mà nó lại mang đến một cái mùi hương rất là đơn giản, và nó chỉ đơn thuần là một cái mùi hoa cam, và nó làm cho mình liên tưởng tới những cái mùi tinh dầu, những cái món đồ khác sử dụng mùi hoa, mùi lá cây, mùi cây cỏ, như là nước rửa chén, xông phòng các thứ. Với một cái mức giá như vậy bỏ ra mà lại nhận được một cái chai mùi hương quá là đơn giản, và mọi người đa phần sẽ trông chờ là Tom Ford sẽ tạo ra một cái mùi hương nó sâu sắc hơn, nó độc lạ hơn, nó deep hơn. Tuy nhiên thì em này nó sẽ không có được như vậy. Còn điểm mạnh thì đối với những cái bạn nào mà thích cái độ mềm mượt của Tom Ford về cái phối các tầng hương thì Vi khẳng định là bạn sẽ cảm thấy là cái mùi hương này nó rất là đáng tiền. Bởi vì nếu như mà bạn ngửi sâu vào, bạn sẽ thấy là cái mùi hương của nó chuyển tầng rất là mềm và nó rất là nhẹ, và bạn hầu như là bạn sẽ không ngửi thấy, không cảm thấy được là nó chuyển từ tầng này qua tầng kia, mà nó chuyển một cách rất là nhẹ nhàng, và từ đầu tới cuối bạn vẫn sẽ ngửi cái mùi hoa cam rất là thống nhất, và nó sẽ không có đánh lừa bạn giống như kiểu là có những cái chai nước hoa
là tầng đầu tiên thì cái mùi hương rất là thơm, nhưng mà sau đó thì nó lại chuyển sang một cái tầng mùi khác, hay là cái tầng đầu nó là tầng mát nhưng mà lúc sau nó lại quá là trầm hay ấm, thì cái Tom Ford Neroli này nó không có như vậy. Nó xuyên suốt đều là một cái mùi hương rất là thanh và xanh, nó giữ được cái DNA đó từ đầu đến cuối. Và bản thân Vi là đứa đã từng xài qua tinh dầu hoa cam, tinh dầu cam quýt, rồi tinh dầu lá chanh, cho nên là Vi rất là hiểu là cái mùi hương này nó thật sự nó rất là giống những cái mùi hương đó. Tuy nhiên khi mà bạn ngửi sâu vào, bạn sẽ thấy là cái tinh dầu đó bạn không thể để gần mình, bạn phải để xa, bạn phải để ở một cái góc phòng, tại vì để khi mà nó tỏa mùi ra nó sẽ làm cho bạn dễ chịu. Và nếu như mà bạn ngửi cái mùi cam quýt, cam chanh nhiều quá thì bạn sẽ thấy là nó dễ bị nồng gắt, và bản thân mình nó dễ bị có cảm giác buồn nôn và nó bị over cái mũi của mình. Tuy nhiên thì cái Tom Ford Neroli này nó lại không như vậy. Nó sẽ mang đến một cái mùi hương gần giống như vậy, nhưng mà nó lại mềm nhẹ hơn. Và khi mà bạn sử dụng cả một ngày, bạn sẽ cảm thấy rất là thư giãn, và nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nó không có bị sọc mũi, hay là nó không có bị nặng mũi. Và nó đúng chất là một cái mùi hương thoảng, thoải mái và cực kỳ dễ thở dành cho mùa hè. Hôm nay thì Vi sẽ test thử độ lưu hương của Tom Ford Neroli Porto Fino này. Bây giờ là 11:27, 11:27 phút. Vi sẽ test thử coi là cái độ lưu hương của nó tới đâu, và Vi sẽ xịt cỡ giống như là bình thường mình hay xài thôi. Vi thường là Vi xài nước hoa là tầm khoảng 6-8 nhát. Ok, tụi mình sẽ đợi xem là cái mùi hương này nó sẽ lưu hương được bao lâu và nó sẽ tỏa hương được bao nhiêu nha. A few moments later. Cập nhật tình hình cho mọi người thì Tom Ford Neroli Portofino tới bây giờ là 4:40 phút. 4:40. Và nó chỉ còn mùi nền thôi, và cái mùi nền nó rất là thoảng và hầu như là Vi không thể nào ngửi thấy mùi nữa. Nó sẽ không được lưu hương tốt lắm, cho nên có thể kết luận là mùi hương này nó sẽ không lưu lâu, nó chỉ có thể tầm khoảng 2-3 tiếng. Cho nên tóm lại, nếu như mà bạn thích một cái mùi hương lưu hương tốt thì có thể là Tom Ford Neroli này nó sẽ không ok lắm với bạn. Và khả năng là Vi cũng ủng hộ nhiều ý kiến của nhiều bạn là chai này nó cũng không đáng tiền lắm, bởi vì mùi hương thì rất là thơm đó, nhưng mà nó lại không có lưu hương tốt lắm. Nó ít nhất là Vi nghĩ nó cũng phải được khoảng 4 tiếng, nhưng mà không nghĩ tới là 3 tiếng. Sau 3 tiếng hầu như không còn tỏa mùi nữa, và bạn phải đưa tay lên rất là sát, mà còn ngửi chỉ có một cái mùi thoảng thôi. Ngửi thử có còn mùi gì không? Trên người chị nãy giờ có ngửi mùi gì không? Không ngửi thấy gì luôn hả? Cho nên chốt lại là Tom Ford Neroli này có nên mua hay không thì Vi sẽ có hai luồng ý kiến. Nếu như bạn là một người sử dụng nước hoa vì muốn mùi thơm, một cái mùi hương để mình có thể mang lên trên người, và bạn thích nó có một cái điểm gì đó đặc biệt, thì khả năng là bạn sẽ thấy em này không đáng tiền lắm. Còn với những cái bạn mà yêu thích cái độ mượt mà, cái blend mùi phối các tầng hương, các thành phần nguyên liệu, và muốn cảm nhận được cái độ chuyển mùi của nó một cách thư giãn, thì bạn sẽ thấy là Tom Ford Neroli này rất là hợp lý với bạn. Và đặc biệt là cái mùi hương này nó còn mang một cái vibe rất là sạch sẽ và mùa hè nữa. Đảm bảo luôn là khi mà bạn ngửi vô mùi này, bạn chỉ nghĩ tới là mùa hè năm sau mình nhất định phải mua em này. We'll be right back.